Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2019 và bây giờ cũng là hơn 11 giờ tối cho các bạn nhé. Và hôm nay thì buổi cũng là buổi đầu tiên của tháng mới thì cho mình gửi lời cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình và ủng hộ sản phẩm mình trong suốt thời gian qua. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Thì hôm nay thì cũng nhân dịp là đầu tháng mới và kỳ nghỉ lễ là mùng 2 tháng 9, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì bên mình thì chắc là chỉ ship ở trong ngày mai thôi, sáng ngày mai thôi. Còn vào chủ nhật mới nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 ấy, thì bên mình sẽ không ship hàng cho các bạn nhé. Thì mình sẽ level buổi tối ngày hôm nay. Thì còn chắc phải qua mùng 2 tháng 9 thì mình sẽ mới level lại được nhé. Chắc tối mùng 2 tháng 9 mình sẽ level lại cho các bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên mình thanh lý cho các bạn là chiếc iPhone 4S. Bình thường iPhone 4S thì bên mình đang thanh lý với giá 600k. Còn các bạn ở xa thì phải chịu thêm ship nữa là 50k, là 650. Nhưng mà hôm nay thì nhân dịp là đầu tháng mới và cả kỷ lễ kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 ấy, thì bên mình thì có giảm giá sản cho sản phẩm iPhone 4S nhé. Thì bên mình thì còn bây giờ đang còn 5 chiếc. Thì bên mình đang thanh lý với giá là 550k, có tặng kèm sạc và miễn phí bao ship cho các bạn. Bao ship tất cả cho các bạn nhé. Ba miền nhé, Bắc Trung Nam nhé, các bạn ở chỗ nào thì mình cũng ship cho các bạn được ạ. Bên mình sẽ là bán với giá là cực sốc nhé, bán với giá thanh lý cho các bạn luôn và 550k tặng sạc và bao ship cho các bạn tất cả vùng Việt Nam nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 4S thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất nhé. Và sản phẩm iPhone 4S thì các bạn một hình thức mua hàng bên mình thì có hai hình thức. Một, các bạn nào có Zalo của mình thì các bạn có thể là nhắn tin mình qua Zalo. Nếu Zalo không trả lời thì các bạn có thể là inbox cho mình, gọi trực tiếp mình qua số điện thoại là 0966221789. Đây là các bạn xoay số, đây là số 1 của mình nhé, và đây là số 2 này. 0833221789. Nhà mình thì có hai số điện thoại, các bạn gọi số 1 không được các bạn phải gọi số 2. Số 2 không được thì các bạn gọi số 1. Và số đầu tiên thì mình sẽ dùng Zalo luôn các bạn nhé. Đấy nhá. Các bạn nào thích sản phẩm iPhone 4S thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất này. Bên mình mai sẽ còn 5 cây này thì mình sẽ xả với giá 550k, tặng kèm sạc và bao ship cho các bạn ba miền nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung J7 Pro. J7 Pro thì hôm nay mình về tiếp tục 5 cây nhá. Và sản phẩm Samsung J7 Pro ấy thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhá. Hình thức máy rất là đẹp các bạn nhé, cứ đẹp từ 96, 97, 98, 99% các bạn nhé. Và sản phẩm Samsung J7 Pro thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng. Và nhân dịp kỷ lễ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 ấy, thì mỗi sản phẩm Samsung J7 Pro thì mình sẽ là coi như là khuyến mại cho các bạn, là giảm giá cho các bạn là 50k trên một sản phẩm các bạn nhé. Nói chung là những sản phẩm mà mức giá mà hợp lý nhất thì mình sẽ giảm cho các bạn, tại vì những sản phẩm này thì mình cũng nhập lỗ cũng cao rồi, đâm là mình sẽ giảm giá, chỉ được giảm giá 50k một sản phẩm nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro này các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhá. Đây nhà mình còn 5 cây 4 gold và 1 đen các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc Redmi 7 thì hôm nay thì nhà mình mới về là chiếc Redmi 7 này nhá. Cấu hình con này là RAM 2, bộ nhớ 16GB nhé. Con này là Redmi 7. Con này thì bên mình, con này thì được cái màn hình rất là to nhé. Màn hình rất là to. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.200.000. 2.200.000 thì con này thì bên mình cũng giảm giá 50k. Và các bạn là còn nếu các bạn nào lấy thì các bạn mình sẽ thanh lý cho các bạn là 2.150.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Xiaomi Redmi 7 này nhé, các bạn nên đặt hàng mình sớm nhất nhé. Máy khách vừa mới mua xong các bạn. Rất là đẹp các bạn. Đấy, màu bóng nhảy. Đấy, được cái màn hình rất là to các bạn nhé. Dù các bạn nhà mà có bố mẹ hay là trẻ con, các bạn mua sản phẩm này về tặng cho bố mẹ hoặc là con nhỏ để xem phim cũng rất là tuyệt vời nhé. Màn hình rất là to. Con này thì bên mình đang bán với giá là 2.200.000. Nhưng mà với mức giá 2.100.000 thì bên mình sẽ giảm 50k cho các bạn nhé. Nhân dịp mùng 2 tháng 9 và đầu tháng mới. Thì tiếp theo thì có hai chiếc Oppo A1K. A1K thì
Oppo A1K nhé. Yeah. Thì bên mình đang cũng đang thanh lý với, bên mình đang bán với giá là 2.200.000. 2.200.000. Và các bạn nào chốt đơn vào ngày mai thì mình sẽ giảm giá cho 50.000 một sản phẩm nhé. Con này là RAM 2, bộ nhớ 32GB. Con này cũng thế. Này. RAM 2 bộ nhớ 32GB. Hình thức của máy còn khá là đẹp nhé. Còn phải đến 94-95% các bạn. Máy màu đen. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A1K thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình sớm nhất nhé. Thì hai con này thì mình đang bán với giá là đồng giá là 2.200.000. Nhưng mà các bạn nào mà chốt đơn vào buổi ngày mai thì mình sẽ giảm giá cho 50.000 một sản phẩm các bạn nhé. Nhân dịp mùng 29 thì mình sẽ thanh lý cho các bạn những giá là ưu đãi nhất nhé. Đây nhà mình có 3 con ZV7 này, 12 chiếc Oppo A1K đang đồng giá với giá là 2.200.000 và mình sẽ giảm giá 50.000 sản phẩm nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Sony Xperia. Sony Xperia thì hôm nay nhà mình có rất nhiều. Sony Xperia thì nhà mình đang còn hôm nay 6 chiếc. 6 chiếc Sony Xperia. Thì sản phẩm Sony Xperia thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng. Và mỗi sản phẩm Sony Xperia thì bên mình là sẽ các bạn nào mà chốt được ngày mai ấy, thì mình sẽ giảm giá cho các bạn là mỗi sản phẩm là 50.000 nhé. Nói chung là giá rẻ bất ngờ luôn nên các bạn yên tâm không phải lo nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony Xperia thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Này, cấu hình con Sony Xperia thì cấu hình con này là RAM 2GB, RAM 3GB, sorry các bạn là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Hình thức là máy đẹp từ 95 đến 99% các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony Xperia thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất nhé. Bên mình sẽ thanh lý với các bạn những giá coi như là ưu đãi nhất các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5 thường. iPhone 5 thường thì bình thường như mọi hôm mình đang bán với giá là hơn 1 triệu đồng. Nhưng mà các bạn nào đặt hàng xem clip tối nay và đặt hàng sáng ngày mai thì mình sẽ thanh lý cho các bạn là 1 triệu một sản phẩm nhé các bạn nhé. Mình sẽ xả hàng cho các bạn là mỗi một chiếc iPhone này, iPhone 5 thường thì mình có màu đen và màu trắng này. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5 thường thì các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Nhà mình thì có một đen một trắng các bạn nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Đây, máy hình thức đẹp từ 95 đến 99% các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5S. iPhone 5S thì con này thì máy màu gold các bạn nhé. Hôm nay thì mình vừa về chiếc này xong. Thì con này thì bên mình đang giảm giá cho các bạn là 1 triệu 500k các bạn nhé. Con này máy màu gold nhé. Bên mình sẽ là chiên cho các bạn với giá là 1.500.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5S này các bạn nhanh đặt hàng mình được sớm nhất nhé. Máy màu gold các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.500.000 nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc con này là chiếc A5 2017, Samsung A5 2017. Thì con này là máy của Hàn Quốc nhé. Nhưng mà mình đã lên 2 SIM cho các bạn rồi nhé. Và con này thì bên mình sẽ đã lên 2 SIM cho các bạn nhé. Và sản phẩm A5 2017 này, đây A5 2017 này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng nhé. Và các bạn nào đặt sản phẩm này vào buổi sáng ngày mai thì mình sẽ giảm giá cho các bạn là 50.000 nhé. Để biết giá chi tiết các bạn thể là liên hệ cho mình qua Zalo hoặc là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2017 này các bạn nhanh tay đặt hàng mình được sớm nhất nhé. Con này máy con này là bản Hàn, bản đã lên được 2 SIM các bạn nhé. Nên các bạn dùng cứ yên tâm ạ. Đây, và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Note 4. Note 4 thì hôm nay nhà mình về được 2 con nhé. Và sản phẩm Samsung Note 4 thì khá là thành công của Samsung. Đấy. Và hai sản phẩm Note 4 này thì bên mình mai bình thường là bên mình đang bán là có hôm thì mình bán là 1.8-1.9 triệu. Nhưng mà mai thì và nếu mà các bạn nào chốt đơn vào buổi sáng ngày mai thì mình sẽ giảm giá coi như là 1.700.000 một sản phẩm nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 4 này các bạn nhanh đặt hàng mình sớm nhất nhé. Con này mình sẽ bán vào ngày mai là với giá là 1.700.000 các bạn nhé. Mình
đã giảm giá cho các bạn là 1.700.000 các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 4 này nhá, các bạn nhanh tay hàng là mình sớm nhất nhá. Một con máy màu trắng này và một màu đen các bạn nhá. Bên mình đang thanh lý với giá là 1.700.000 các bạn nhá. Đây thì nhà mình đây có hai Samsung này. Và đây thì của mình có một con Z5 này. Con này có Z5 này. Con này Samsung Z5. Con này thì các bạn nào mà chốt đơn vào sáng ngày mai thì mình sẽ thanh lý cho các bạn là 1.100.000 các bạn nhé. 1.100.000 các bạn nhé. Con này Z5 này 2015. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.100.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 2015 thì các bạn nhớ tay hàng mình sớm nhất. Hình thức con này khoảng độ 80% các bạn nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là 1.100.000 các bạn nhé. Và con này và sản phẩm tiếp theo mình tổ chức này giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z3 2016. Hình thức con này đẹp khoảng độ 85%. Thì con này thì bên mình mai mình sẽ thanh lý cho các bạn là 1.200.000 các bạn nhé. Con này là Samsung Z3 2016. Thì sản phẩm Z3 2016 này thì mình sẽ chốt đơn cho các bạn là sáng ngày mai là 1.200.000 các bạn nhé. Mình vừa bán mình vừa chiên cho các bạn là nhân dịp mùng 2 tháng 9 các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm của mình thì có tặng kèm sạc nhé. Và ở clip mình thì mình cũng nói qua luôn hai hình thức. Bên mình thì có hai hình thức mua hàng. Một là các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi thì các bạn có thể là chọn hình thức nhận chuyển khoản trước và nhận hàng thanh toán. Chuyển khoản trước cũng được ạ. Và hình thức thứ hai là các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình thì các bạn có thể chọn hình thức là nhận hàng, xem hàng và thanh toán nhé, kiểm tra hàng và thanh toán nhé. Nên là các bạn mua sản phẩm bên mình thì cứ yên tâm, không bao giờ phải lo cả. Rất nhiều lựa chọn cho các bạn lựa chọn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn chiếc iPhone 6S nhé. Còn hai con này là đều bản 16GB nhé. Con này là một cái máy màu hồng và một máy màu đen nhé. Và sản phẩm iPhone 6S thì bên mình thường đang bán với giá là 2.800.000. Nhưng mà buổi các bạn nào mà chốt đơn vào buổi sáng ngày mai thì mình sẽ thanh lý cho các bạn là 2.700.000 các bạn nhé. 2.700.000 chiếc hai chiếc iPhone 6S đấy nhé. Một gray và một màu hồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S này các bạn nghe tay hàng mình sớm nhất nhé. Hai con này đều là bản 16GB các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6 Plus. iPhone 6 Plus hôm nay mình vừa mới lượm con này xong. Con này thì có cái ốp này. Đây ạ. Và sản phẩm iPhone 6 Plus thì hình thức con này là đẹp 85% nhé. Con này là máy lướt của người dùng nhé. Lướt của người dùng này, máy lướt của người dùng. Hình thức còn hình thức được cái là mình đã kiểm bên trong của cái máy này. Thứ nhất là máy này zin nguyên bản các bạn nhé, bo bên trong là zin nhé. Và hình thức thì còn 85%. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.700.000. Nhưng mà các bạn nào mà chốt đơn vào buổi sáng ngày mai ấy, chốt đơn vào buổi sáng ngày mai thì mình sẽ thanh lý cho các bạn là 2.600.000 các bạn nhé. Mình sẽ bật nguồn lên cho các bạn xem. Nói chung mình bán cái gọn là con này iPhone 6 Plus này, con này là bản 16GB nhé. Thì mình bật sẽ bật nguồn cho các bạn xem luôn. Con này iPhone 6 Plus LLA nhé. Con này bản 16GB nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là 2.700.000. Các bạn nào chốt đơn vào buổi sáng ngày mai thì mình sẽ thanh lý cho các bạn là 2.600.000. Thì pin con này thì mình đã thay pin rồi nhé. Này, dung lượng pin 100% nhé. Nên các bạn yên tâm sử dụng nhé, không phải lo nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 Plus này các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Thì mình sẽ chốt đơn cho các bạn vào sáng ngày mai làm với mức giá là 2.600.000 các bạn nhé. Con này thì vân chân đơn tay đầy đủ nhé, bản quốc tế các bạn nhé. Tất cả iPhone nhà mình thì tất cả đều bản quốc tế các bạn nhé. Đây ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Oppo Neo 7. Neo 7 thì mình cũng sẽ đọc qua tình trạng con này. Thì tình trạng con này là máy bị mất sóng nhé. Con này thì là mất sóng nghe gọi. Thì wifi thì tất cả là wifi, tất cả chức năng khác thì ok. Nhưng mà chỉ mất mỗi là máy nhận sim nhưng mà sóng nó kém ấy.
nhận sim nhiều sóng kém, thì con này thì mình sẽ thanh lý cho các bạn về cho, ví dụ nhà các bạn có trẻ nhỏ thì các bạn có thể là mua cho trẻ nhỏ xem phim YouTube này hoặc là chơi game các kiểu ấy. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 500k các bạn nhé. Con Oppo Neo 7 nhá. Con này thì bị tình trạng là máy bị sóng kém. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là Oppo A33 nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá 500k nhá. Dành cho các bạn mà về để chơi game với cả wifi xem phim nhá. Wifi thì ok nhá, không bị lỗi vào wifi các bạn nên các bạn yên tâm ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Oppo Neo 5. Neo 5 thì hôm nay mình vừa mới lượm lại con này của khách. Thì con này thì các bạn nào mà chốt đơn vào buổi ngày mai ấy, thì mình sẽ thanh lý cho các bạn là 600k các bạn nhá. Hình thức cũng khá là ok các bạn nhé, máy lướt sử dụng nhé. Thì các bạn nào mà chốt đơn cho mình vào ngày mai thì mình sẽ thanh lý cho các bạn là chiếc Oppo Neo 5 này là 600k các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo Neo 5 thì các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Nhà mình thì thường là làm việc từ bắt đầu từ 7 giờ sáng, mong các bạn cũng đừng gọi sớm quá nhé, sớm quá thì mình sẽ không nghe máy đấy các bạn nhé. Và đây thì mình sẽ thanh lý iPhone 6 Bluetooth cho các bạn luôn. iPhone 6 Bluetooth thì hôm nay nhà mình về rất là nhiều này. Và sản phẩm iPhone 6 Bluetooth thì hôm nay nhà mình về tiếp tục 3 cây nhé. 2 chẳng và 1 gold nhé. 2 chẳng và 1 gold nhé. Và sản phẩm iPhone 6 Bluetooth ấy, thì máy hình thức là đẹp 9899 nhé. 3 con này là đẹp 9899 nhé. Thì sản phẩm iPhone 6 Bluetooth thì bên mình đã thanh lý với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Bình thường mỗi hôm mình đang bán với giá là hơn 3 triệu đồng. Từ đến 34 đến 33. Nhưng mà với mình sẽ... chiên cho các bạn vào buổi thứ nhất là đầu tháng và thứ hai là ngày nghỉ lễ mùng 2/9. Các bạn nào chốt đơn mùng 2/9 ấy, sáng ngày mai thì mình sẽ thanh lý cho các bạn là đồng giá với giá là 3 triệu một con nhé. Mình có 1 gold này và 2 trắng nhá. Mình sẽ thanh lý cho các bạn là đồng giá với 3 chiếc sản phẩm iPhone 6 Bluetooth. Còn hai ba con này là bản 16GB nhá. Đều là bản 16GB hết các bạn nhé. Ba con này đều bản 16GB nhá. Mình đang giảm giá cho các bạn là, bọn này thì mình đã giảm giá 2-300k cho các bạn nhé. Mình sẽ đồng giá các bạn là 3 triệu đồng một sản phẩm nhé, iPhone 6 Bluetooth ạ. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 Bluetooth thì các bạn chốt đơn vào sớm mình ngày mai nhé, mình sẽ thanh lý cho các bạn luôn nhé. Và đây thì hôm nay thì mình về tiếp tục được hai con iPhone 6s Bluetooth. iPhone 6s Bluetooth thì bình thường bên mình đang bán với bản 16GB thì bên mình đang bán với giá là 4 triệu đồng. Nhưng các bạn nào mà chốt đơn vào ngày mai ấy, thì mình sẽ giảm giá cho các bạn là 200k một sản phẩm, là 3.800k các bạn nhé. 3.800k. Nhà mình thì có hai con 6 Bluetooth bản 16GB nhé. Hai con này là 6S Bluetooth bản 16GB các bạn nhé. Thì hai con này thì bên mình sẽ giảm giá cho các bạn vào ngày mai là với mức giá là 3.800k các bạn nhé. Và máy iPhone 6s Bluetooth bên mình thì máy hình thức là đẹp 9899 nhé. Hai con này là hàng 9899 nhé. Các bạn nào thích sản phẩm iPhone 6s Bluetooth thì các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Thì mình sẽ giảm giá cho các bạn vào ngày mai luôn ạ. Và những ngày khác thì mình sẽ lại phải tiếp tục về giá mặc định của nó thôi các bạn ạ. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ đấy, mình thanh lý và làm event mà tặng cho các bạn mùng 2/9 đấy. Thì các bạn nào mà đang xem kênh YouTube của mình thì các bạn nhớ hoan hỉ chia sẻ video mọi người thân. Biết đâu mọi người thân lại thích sản phẩm điện thoại cũ là bên mình thì các bạn có thể là chốt đơn vào buổi sáng ngay. Thì mình sẽ giảm giá cho các bạn là 100k hoặc đến 200k và 50k cho từng sản phẩm nhé. Nên các bạn mua hàng bên mình thì cứ an tâm nha các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc các bạn đang xem video của mình một buổi tối ngủ ngon và một kỳ lễ nghỉ mùng 2/9 rất là tuyệt vời nhé. Và xin chào tất cả các bạn nhé.